Hello mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh của Khi. Như đã thông báo với mọi người ở trên Instagram là Khi đã cho mọi người vote cái chủ đề mà ngày hôm nay Khi làm là một cái chủ đề về soulmate và một cái chủ đề về the one. Thì cuối cùng là mọi người vote cái chủ đề về the one một cái tỷ lệ nó cao hơn, cho nên là ngày hôm nay Khi làm cái chủ đề về the one trước. Còn chủ đề về soulmate thì hẹn mọi người vào một cái video sau. Thì ngày hôm qua là đáng lẽ là ngày hôm qua cũng có video cho mọi người, nhưng mà do là khi hôm qua quay xong á thì là không, vừa mới bật máy lên quay thì cảm giác là không thoải mái, kiểu là ngồi trải bài nhưng mà cái cảm giác gì á nó rất là kỳ có một cái cảm giác nó không có thoải mái, cho nên là cuối cùng nó không có quay nữa, thì dời lại ngày hôm nay mới có video cho mọi người. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 tổ bài ha. Xem là The One của bạn là ai. Thì The One là gì? The One ở đây có nghĩa là một cái người phù hợp nhất với bạn. Là một cái người, một nửa mà bạn luôn đi tìm. Một nửa mà bạn luôn tìm kiếm, là một người mà họ có thể cho bạn rất là nhiều thứ. Và có thể họ là cái người mà phù hợp nhất với bạn. Người có thể phù hợp nhất với bạn trên cái con đường của mình. Nhưng mà việc bạn có đến được với cái người đầu ngoan này hay không thì cái đó là ở hành trình riêng của mỗi người. Thì ở đây Khi chỉ giúp cho mọi người tìm hiểu xem cái người đầu ngoan này là ai, và bạn đã gặp cái người này chưa, hay là bạn đang có những cái suy nghĩ rằng là cái người đối phương của bạn có phải là đầu ngoan của bạn hay không, thì maybe là bạn sẽ tìm được cái câu trả lời của mình trong trong cái trả bài này. Ok, ngày hôm nay chúng ta sẽ có 3 tụ bài. Đây là tụ bài số 1 là thạch anh vàng, tụ bài số 2 là viên đá, hình như nó là viên đá strawberries rose quartz hay gì á, thạch anh dâu tây hay gì á, hình như là như vậy. Và tụ ba là thạch anh trong. Mọi người tập trung năng lượng và lựa chọn ha. Rồi bây giờ khi nếu như mà mọi người chưa chọn được tụ cho mình á, mọi người có thể ấn dừng màn hình lại và chọn. Còn bây giờ khi sẽ bắt đầu đến với các bạn chọn tụ bài đầu tiên. Đây là tụ 1, thạch anh vàng, tụ 2, viên đá màu hồng, thạch anh dâu tây hay gì đó. Rồi tụ 3 là thạch anh trong. Ok, bây giờ khi sẽ bắt đầu đến với các bạn chọn tụ bài số 1 nha. Để xem là cái the one của bạn là ai. Tụ 1, the one của bạn là ai. Tụ 1, the one của bạn là ai. Thạch anh vàng. Các bạn chọn tụ 1. Các bạn chọn tụ 1 thạch anh vàng thì đầu one của các bạn là ai? Các bạn có gì impress? Bạn có gì henchman? Các bạn có king of wands? Các bạn có Two of Pentacles. Tụ bài số 1, thạch anh vàng, The One của các bạn là ai? Nine of Swords. Four of Cup. Mọi người đợi Khi một chút nha. Khi lấy ly nước.
với các bạn tụ một thì khi có thể nói là maybe á, maybe là bạn đã gặp cái người này rồi và bạn cũng là cái người mà đang suy nghĩ trong đầu mình á, là liệu cái người này có phải là the one của bạn hay không. Có thể là bạn đã từng tương tác với người này rồi, hay là bạn đang tương tác với người này. Nhưng mà Kiên cảm nhận được một cái nguồn năng lượng trong bạn là gì biết không? Bạn phân vân rất là nhiều, bạn suy nghĩ rất là nhiều về cái người này. Bạn không biết rằng là cái người này á, có phải là cái người the one của bạn hay không, có phải cái người nào cái người phù hợp nhất với bạn hay không. Hoặc là nếu như mà bạn chưa gặp á, thì khi mà bạn gặp cái người này á, bạn sẽ có cái suy nghĩ như vậy. Bạn rất là phòng thủ trước cái người này, bạn sẽ có một cái thái độ rất là phòng thủ với cái người này. Bởi vì maybe á, là trong cái lần mà các bạn tương tác với nhau á, nếu như người này là người các bạn đã từng quen biết rồi, bạn đã biết cái người này rồi á, thì maybe là giữa bạn và họ đã từng có những cái offer cho nhau, nhưng mà một trong hai còn lại không đồng ý, hoặc là một trong hai còn lại rất là phân vân suy nghĩ. Không biết là cái người này có phải là cái người đồng hành đó hay không, phải là cái người mà khi đang nói đến hay không. Cái người này á, với bạn, hai bạn sẽ gặp nhau á, bởi vì á, hai người đều gặp nhau ở cái khoảng thời điểm mà hai bạn tự tin về bản thân mình rất là nhiều. Hai bạn đều đã biết cái con đường mình đi trong tương lai, và hai bạn đều đã đạt được một cái gì đó. Bản thân cái người the one của bạn là một cái người rất là có định hướng, rất là có định hướng, rất là có tầm nhìn, và họ rất là quyết đoán trong những cái quyết định của mình. Họ là một cái người sống rất là theo bản năng, phải theo cái sự nhiệt huyết đó. Họ là một người sống theo cái sự nhiệt huyết đó, và họ cũng là một cái người mà có rất có sức hút. Họ có cái sự tự tin cho bản thân của mình, và bạn cũng vậy. Bạn cũng là một cái người có cái sự tự tin cho bản thân của mình. Đôi khi là bởi vì cái điều đó, nhưng nên là khi mà hai bạn gặp nhau á, hai bạn đều có một cái nguồn năng lượng là phòng thủ với người còn lại, và hai bạn không muốn cho người ta biết rằng là bản thân bạn có tình cảm với mình. Nhưng mà cái người này rất là biết cách, nói chung là người này rất là biết cách để mà thả thính, rất là biết cách để mà quyến rũ người khác. Họ cũng là một cái người mà có ngoại hình, họ có thể là một cái người có ngoại hình, và họ bởi vì như thế mà họ rất là tự tin, và họ tự tin là bạn cũng có thể là bởi vì vậy mà họ muốn, bởi vì bạn cũng là một cái người mà mang cái nguồn năng lượng giống như họ. Bạn là một cái người mang cái nguồn năng lượng cũng rất là tương đương với họ, cho nên là họ muốn có cái sự chinh phục dành cho bạn. Nhưng mà bản thân cái người này họ sẽ không thể hiện quá rõ. Sorry mọi người. Họ sẽ không thể hiện quá rõ cái điều đó ra, mà maybe là bằng một cách nào đó thì Kia chưa biết, Kia chưa thấy được cái điều đó đây. Nhưng mà rõ ràng cái người này là một cái người mà rất là biết cách để mà khiến cho người mình thu hút người còn lại. Hoặc là maybe là bản thân bạn cũng như vậy, nhưng mà cái mối quan hệ của các bạn á, nếu như là ở thời điểm này á, một là các bạn chưa gặp họ, hai á, là nếu như mà các bạn đã từng gặp họ rồi á, thì hiện tại hai bạn đã không còn tương tác với nhau nữa. Và đã từng có cái sự từ chối ở đây, tức là có thể là đã từng có cái sự một ai đó đề nghị tình cảm, nhưng mà cái người còn lại họ không đồng ý, họ không nhận. Hoặc là khi mà nhận được cái lời đề nghị này á, một trong hai bên rất là lo lắng, rất là phân vân suy nghĩ. Nếu như mà bạn chưa gặp cái người này thì ở đây nó có hai trường hợp là như vậy. Thì sẽ rút thêm bài cho tụi một ha. Ai là the one của các bạn tụi một? Free yourself. Ai là the one của các bạn?
quan của tụ 1. You deserve love. You deserve love. Free yourself. Give your relationship a chance. Rất có thể đây là một người cũ của bạn, mà một trong hai bạn vẫn đang có cái nhìn về đối phương của mình. Vẫn còn một ai đó trong mối quan hệ này muốn một cơ hội làm lại. Và một cái lời nhắn từ cái người đầu quan này dành cho bạn. Họ biết bạn xứng đáng được yêu. Có thể đây chính là cái lời nhắn từ The One của bạn. Bạn hãy sống một cách thật là tự do. Bạn hãy sống một cách thật là thoải mái. Hãy làm những cái điều mình thích. Bởi vì bạn xứng đáng được yêu. Bạn xứng đáng có được một cái tình yêu thật sự. Và họ mong một cái cơ hội được bắt đầu cái mối quan hệ này. Nhưng mà ở thời điểm này thì họ chưa thể tiến đến được. Ở giữa hai bạn còn một cái rào cản. Mọi người có thấy không? Họ rất là muốn ở trong cái con ở trong cái hàng rào này, rất là muốn phóng ra để mà chạy đến. Nhưng mà có một giữa bạn và họ còn một cái rào cản nào đó để họ có thể tiến đến với phía của bạn. Nhưng mà khi vẫn sẽ có cảm nhận được nguồn năng lượng trong tụ 1 á, là một vài bạn á, thì cái người Row One này là người cũ. Nhưng mà một vài bạn á, thì cái người Row One này á, họ là người mới. Ski sẽ rút thêm một bộ bài nữa cho tụ 1. Turn on your heart light. Love who you are. Rất có thể là hai bạn đúng thật sự là khi cảm nhận được năng lượng của người cũ ở đây rất là nhiều. Giữa hai bạn có một cái khoảng cách vô hình nào đó mà nó ngăn cản các bạn. Nhưng mà đây là cái khoảng thời gian để mà hai bạn đi tìm chính bản thân của mình. Như khi nói là bạn thì mang bạn có năng lượng của, nếu bạn là nữ thì bạn có năng lượng của Dream Press, mà nếu bạn là nam thì bạn lại có năng lượng của King of Wands. Bản thân ai cũng đứng vững trên cái giá trị của mình. Và hai bạn gặp nhau khi khoảng thời điểm hai bạn trở thành King và Queen, trở thành The Empress, trở thành King of Wands. Thì rất có thể khoảng thời gian này là khoảng thời gian mà hai bạn chia tách nhau. Thì trong tương lai sẽ có cái sự hội ngộ trở lại. Hoặc là nếu như bạn chưa gặp họ thì bạn sẽ gặp họ. Hoặc nếu mà gặp họ rồi á, thì hai bạn cũng cần có một khoảng thời gian mà tách nhau ra như vậy. Thì hãy follow theo những cái điều gì mà bạn yêu thích, những cái mục tiêu trong cuộc sống của bạn, và biến bản thân phục vụ, thực hiện những cái điều mà thu phục vụ cho hành trình của bạn thôi. Còn cái khoảng thời điểm mà họ xuất hiện hay là khoảng thời gian mà các bạn gặp nhau á, thì hãy để đó cho vũ trụ quyết định. Maybe thì sẽ rút thêm một bộ nữa cho tụ này. Em sẽ hơi rút hơi nhiều một chút ha, bởi vì đây là một cái chủ đề nó rất là quan trọng. Để bản thân chúng ta không
không nhận nhầm, chúng ta không bị đánh lừa, và chúng ta cũng, nếu như chúng ta vẫn đang nghĩ rằng một ai đó là the one của mình, nhưng mà cái trả bài này khi không hề nhắc những cái điều mà nó có thể là cái người đó, thì bạn cũng có thể dẹp cái mơ mộng về cái người đó sang một bên. Awaiting results. Dường như là bạn đang chờ đợi một cái điều gì đó, hay là họ cũng đang chờ đợi một cái điều gì đó, họ đang chờ đợi hoặc là bản thân các bạn đang chờ đợi. Release. Release. Họ chờ đợi, đang chờ đợi giữa hai bạn có cái sự thanh lọc, có cái sự thà làm sạch, có một cái kết quả gì đó. Wow. Nếu như giữa bạn á, trong bản thân các bạn á, còn cái sự chờ đợi, bản thân các bạn còn cái gì đó lăn tăn về những cái mối quan hệ của mình, về những cái bóng tối, những shadow trong bản thân các bạn, thì các bạn hãy làm sạch nó, chứ đừng chỉ ở đó và chờ đợi một cái điều gì đó diễn ra. Cái điều mà bạn chờ đợi á, chắc chắn nó sẽ diễn ra, nhưng mà bạn phải release trước đã. Bạn phải release tất cả những cái điều cũ trước đã. Thí dụ như bạn vẫn còn đang chờ đợi họ, thì việc bây giờ là bạn phải moving on đi. Sẽ có cái sự tương tác trở lại chẳng hạn, nhưng mà bây giờ hai bạn phải moving on đi thì chúng ta mới có cái sự gắn kết trở lại. Còn nếu bạn cứ chỉ nằm ở đó và chờ đợi một cái kết quả, chúng ta không có cái sự cố gắng, thì rất khó để mà hai bạn có thể trở về với nhau, rất khó để có cái sự tương tác trở lại ở đây. Ok, đó là mà cả này là lá cuối cùng là blossom, thì khi chắc chắn là khi mà bạn gặp được cái người đầu quanh này của mình á, người này sẽ mang đến cho bạn rất là nhiều thứ, những cái sự nở hoa, và chắc chắn là tụ một là một cái tụ nở hoa trong tương lai khi mà có cái sự tương tác với cái người đầu quanh này. Ok ha, đó là tụ một. À, bây giờ khi sẽ đến với các bạn chọn tụ bài số 2. The one của bạn là ai? Ai là the one của tụ 2? Ai là the one của tụ 2? Kết nối với các bạn chọn tụ bài số 2 thì ai là the one của tụ 2? Three of Wands. Two of Cups. Wow. Ai là the one của tụ hai? Tụ hai, ai là the one của bạn? Ai là the one của các bạn chọn tụ hai? Four of Wands. Ai là the one của các bạn tụ hai? The Chariot. Knight of Pentacles. The Hermit. Ai là the one của tụ hai? Khi chưa thấy cái người này, để khi rút tới cái lá bài có cái sự người này. Ok, Page of Pentacles. Page of Pentacles. Khi có cảm giác là các bạn sẽ gặp nhau ở cái khoảng thời gian mà hai bạn còn rất là trẻ,
Hai bạn sẽ gặp nhau sớm thôi. Người này đang trên đường đến gặp các bạn rồi. Và các bạn còn là soulmate của nhau nữa. Cái người đầu anh này cũng là cái soulmate của bạn. Maybe là The Hermit. Các bạn sẽ gặp nhau khi mà các bạn bắt đầu một cái con đường mới. Các bạn đi ra khỏi được cái vùng bóng tối của mình. Các bạn gặp nhau trong cái lúc mà các bạn rất là bình thường, rất là phởn, rất là, nói chung là các bạn đang đứng nhìn về những cái con đường mới và các bạn đang đứng giữa những cái sự lựa chọn cho cái tương lai của mình, thì bạn gặp cái người này và cả hai bạn đều mang cái nguồn năng lượng của cái việc đó là bạn bạn đi tìm cái con đường tương lai của mình. Thì khi có cảm nhận nhiều hơn á, tụ hai này á, thì các bạn á, cái người đồ quanh này của các bạn á, là một người mới ha, là một người mới. Hoặc là nếu như mà các bạn có cái sự tương tác với nhau rồi á, nhưng mà khi gặp trở lại á, thì cũng có cái sự rất là mới ở đây, có một cái nguồn năng lượng gì đó rất là gọi là tái tạo á. Nhưng mà nói chung là khi cảm nhận cái nguồn tụ này á, thì người mới nhiều hơn. Người này có thể là một cái người mà ít nói nha. Người này là cái người khá là ít nói và họ mang một cái nguồn năng lượng rất là ổn định, rất là trầm lặng. Họ sẽ không phải là cái dạng người nói nhiều, mà họ là một cái dạng người nói ít nhưng mà họ làm nhiều. Họ có thể là có một cái gì đó rất là linh ở đây á. Họ là một cái người mà đi tìm cái sự ổn định trong cuộc sống. Và bạn sẽ cùng nhau xây dựng một cái điều gì đó mới trong một cái con đường mới của họ hoặc là của bạn luôn. Thì hai bạn gặp nhau và bản thân cái người này họ không tìm kiếm một cái mối quan hệ mà nó gọi là vui vẻ qua đường đâu, mà họ luôn luôn là bất kỳ một cái vấn đề gì họ làm á thì họ đều muốn có một cái kết quả và nó có được cái lợi ích thực sự. Cho nên là khi mà họ bắt đầu có mối quan hệ tình cảm thì họ cũng muốn cái mối quan hệ này nó có thể tiến xa hơn, và khi mà bạn và họ gặp nhau á thì họ cảm thấy rằng bạn và họ rất là hợp, hai bạn và họ rất là hợp và bạn và họ có thể chia sẻ với nhau rất là nhiều, và bản thân cái tình cảm giữa bạn và họ nó cũng có rất rất là nhiều. Người này có thể là một cái người ở xa đến chẳng hạn, người này có thể là một cái người ở xa đến hoặc là có khoảng cách với bạn, hay là hiện tại hai bạn không có tương tác với nhau thì người ta đang đang họ đang trên đường đến với bạn. Thì bởi vì là luôn luôn khi cảm nhận trong các cái tụ bài á, ở đầu tụ này 80% các bạn chọn tụ này thì cái người đầu anh này là người mới, nhưng mà cũng có một vài phần trăm gì đó ở đây là người cũ. Bởi vì khi mà các bạn gặp cái người này á, người này sẽ hoàn toàn nghiêm túc đề nghị bạn một cái lời đề nghị, đó là anh không đi tìm một cái anh hay là em hay là gì đó, không đi tìm một cái quan hệ qua đường, mà thật sự muốn một cái mối quan hệ nghiêm túc và chúng ta có thể trở thành một gia đình với nhau, chúng ta có thể dọn đến ở cùng nhau, hoặc là họ sẽ đề nghị các bạn là dọn đến ở cùng với họ, hoặc là cùng với họ xây dựng một cái công ăn việc làm, một cái điều gì đó, một công việc kinh doanh nào đó. Và hoàn toàn là cái người này rất là nghiêm túc với những cái lời đề nghị của họ dành cho bạn. Và bản thân bạn và họ đều, một trong hai người hoặc là cả hai luôn, đều có cái trải qua cái khoảng thời gian tăm tối, tức là có cái khoảng thời gian mà các bạn không biết bản thân mình nên làm gì, không biết cái bản thân mình muốn gì và bản thân bạn đang làm thì để làm điều gì, thì bạn quyết định là bạn bạn cầm đèn lên để bạn đi tìm cái câu trả lời cho chính bản thân của mình. Cái tình yêu nằm ở đâu? Khi mà bạn đặt cái câu hỏi ra trong đầu là khi cái tình yêu thật sự là nó nằm ở đâu, bạn đi tìm cái câu trả lời đó, thì họ cũng là cái người giống như vậy. Và hai bạn gặp nhau. Và ở đây một vài phần trăm khi cảm nhận ở đây là
có một cái người nào đó họ đang đứng để mà họ chần chừ trong cái việc quyết định đó là họ có tiến về phía của bạn hay không. Đó là lý do vì sao khi vẫn cảm nhận được trong cái tụ bài số 2 có một vài phần trăm các bạn là người cũ, nhưng mà nó ít thôi. Chỉ khoảng 20% các bạn chọn tụ bài số 2 này thì cái người đầu quanh của các bạn là một cái người cũ. Họ đến để họ kích hoạt cái tình yêu thương với chính bản thân của các bạn, để dạy cho các bạn về bài học về giá trị bản thân và yêu thương bản thân là như thế nào, và cái tình yêu đích thực trước khi tìm ở ngoài thì phải tìm ở chính bản thân của mình trước. Thì đấy, đó là cái kia thấy được của cái người đầu quan này của tụ hai, nếu như các bạn là cái người cũ. Nhưng mà phần trăm các bạn người cũ thì nó không nhiều nha, khi không cảm nhận được nhiều đâu về người cũ, mà chủ yếu là khi cảm nhận là năng lượng người người mới rất là nhiều. What's waiting for? Playfulness. Soulmate, một cái lời khẳng định trở lại là chắc chắn cái người này là soulmate của bạn, cái người đầu quan này là soulmate của bạn. Một vài phần trăm rất là lớn là các bạn chưa gặp cái người này, và một vài phần trăm nữa là các bạn đã gặp cái người này rồi. Nhưng mà nếu như các bạn đã gặp cái người này rồi á thì các bạn đã không còn tương tác với nhau nữa. Hoặc nếu như các bạn vẫn còn tương tác với nhau, hoặc nếu như mà bạn đang tương tác với một cái nhân vật nào đó mà bạn nghĩ cái người đó là the one của mình á, hay là bạn đang tương tác với cái người nào đó mà họ có cái thái độ là giống như là một cái đề kiểu là cấp sắp sửa kết thúc rồi. Nói chung là nếu như một cái nhân vật nào đó bạn vẫn đang nghĩ họ là the one của bạn mà bạn còn tương tác được với họ thì người đó không phải. Cái người này là, một là người mới hoàn toàn, hai là người chưa bạn bạn chưa chưa có kết nối trở lại với họ. Mà khi hai bạn ở bên nhau á, hai bạn trở về cái trạng thái, tức là giống như những cái đứa trẻ, các bạn yêu nhau như những cái đứa trẻ, dù là hai bạn đã trải qua rất nhiều thứ, nhưng mà khi hai bạn yêu nhau á, hai bạn cho nhau những cái cảm giác giống như là lần đầu các bạn được yêu, và các bạn trở về, khi mà các bạn tương tác với người này, bạn sẽ cảm thấy là cái đứa trẻ bên trong của mình nó được chữa lành, nó được heal, và sẽ có một cái điều gì đó trong tương lai mà ở đây là vũ trụ muốn các bạn là chờ đợi cái người này xuất hiện, bởi vì người này là còn là soulmate của bạn nữa. Cái lá Two of Cups cũng là cái lá soulmate, mà cái lá soul rồi cái bộ bài này nó cũng là lá soulmate cho các bạn, cho nên là còn một cái điều gì đó mà vũ trụ chưa có tiết lộ với bạn ngay lúc này, hay là vũ trụ chưa mang cái người này cho bạn ngay lúc này, thì trong tương lai bạn sẽ gặp cái người này. Hoặc là nếu như mà bạn có một cái người cũ nào đó mà bạn không còn liên lạc với họ nữa, và như bạn bạn cảm giác rằng là họ giống như những gì mà từ nãy đến giờ khi nói á, thì một cái lời khẳng định cho bạn nữa là cái người này vừa là the one và họ cũng là soulmate của bạn nữa. Họ sẽ là cái người mà thấu hiểu bạn rất là nhiều. Mà như khi nói là khi mà hai bạn ở bên nhau á, hai bạn yêu như là lần lần đầu với bạn được yêu á, và các bạn để cho cái đứa trẻ bên trong của mình á, nó được chữa lành khi mà ở bên cạnh cái người này, và hai bạn làm rất là nhiều những cái điều á, mà có thể là người xung quanh nhìn vào á, cảm giác như là hai bạn bị khùng á. Tức là hai bạn rất là thoải mái trong việc thể hiện tình cảm với nhau, thậm chí là ở nơi công cộng hai bạn cũng rất là
không có ngại cái điều gì cả. Các bạn có love is all around you. Consider your foundations. Back to what you love. Khi nghĩ là cái việc của các bạn bây giờ đó là các bạn một cái điều nó muốn nhắn gửi rằng là dù là bạn có gặp họ hay là họ chưa có họ gặp bạn, dù là hai người chưa gặp nhau hay là khoảng thời gian này hai người không có tương tác với nhau, nhưng mà cái tình yêu của họ nó luôn luôn ở xung quanh bạn, và cái tình yêu luôn luôn bao quanh bạn vào tất cả các thời gian. Và cái tình yêu này là thật. Bạn hãy tập trung vào cho bản thân của mình. Bạn hãy tập trung để mà tập trung để phát triển bản thân của bạn. Để khi họ xuất hiện, hai người sẽ hoàn toàn có được một cái kết quả đẹp với nhau. Và hãy làm những cái điều mình yêu thích. Hãy làm những cái hãy chữa lành cho cái đứa trẻ bên trong của mình. Hãy cho phép cái đứa trẻ đó được lên tiếng, được làm những cái điều gì mà bấy lâu nay nó luôn muốn làm. Khi cảm nhận rằng là trong cái đứa trẻ bên trong của các bạn đó, có những cái điều mà các bạn rất là muốn làm, một cái sở thích, một cái nghề nghiệp hay là một cái điều gì đó mà các bạn muốn tìm hiểu, thì các bạn hãy làm nó. Hoặc là bấy lâu nay các bạn có những cái điều gì đó mà các bạn đang bỏ quên cái việc chăm sóc cái đứa trẻ bên trong của mình, thì hãy quay trở lại làm những cái điều đó. Và dù là họ bạn bạn gặp họ hay chưa, bạn có gặp cái người đầu quan này hay chưa, thì cái người này, cái tình yêu của họ, bạn không tương tác với họ đi nữa, thì cái tình yêu của họ, bạn luôn luôn cảm nhận rằng cái tình yêu của họ nó ở xung quanh các bạn. Các bạn có darkest fear. Các bạn có challenging time. Như khi lúc nãy đã nói đó, cái khoảng thời gian mà các bạn gặp cái người này, một đó là trước đó bạn đã trải qua rất là nhiều, cái giống như là hoàn toàn xung quanh các bạn là bóng tối á, thì buộc các bạn phải đứng lên trở lại để đi tìm cái điều đó, đi tìm cái ánh sáng của bản thân mình. Các bạn đã trải qua một cái giai đoạn có những cái nỗi sợ mà lớn nhất của bạn nó hiện diện, nó được thể hiện qua ở cái giai đoạn đó, trong cái giai đoạn họ gặp cái người này, hay là trong cái giai đoạn các bạn gặp cái người này, hay là trong cái giai đoạn mà các bạn sau cái giai đoạn các bạn tương tác với cái người này. Nếu như họ là người cũ hoặc nếu như họ là người mới thì từ trước đến giờ bạn thì đây đang là các bạn đang trải qua cái giai đoạn bóng tối của mình và đối diện với những cái sự sợ hãi nó từ chính bên trong của các bạn. Heart chakra, ok, cái người này đến là để chữa lành cho cái luân xa trái tim của các bạn, để mở cái luân xa trái tim của các bạn sau cái khoảng thời gian các bạn trải qua bóng tối nè, các bạn trải qua thử thách nè, các bạn đối diện với những tất cả những cái nỗi sợ lớn nhất của bản thân các bạn, và tưởng chừng như có những lúc mà các bạn cảm thấy rằng là mình hoàn toàn không thể nào đứng lên được,
và xung quanh các bạn toàn là bóng tối mà thôi. Cái người này đến giống như là hôm nay thì cái lá đó nó không có xuất hiện, nhưng mà khi cảm nhận được á là các bạn, cái người này á giống như là một cái well deserved rewards dành cho bạn, tức cái phần thưởng xứng đáng dành cho cái sự cố gắng của bạn. Và như từ nãy đến giờ nó hoàn toàn rất là link với những cái gì mà khi đã nói, tức là các bạn gặp nhau khi mà các bạn bước ra khỏi cái thời kỳ bóng tối của bản thân mình, và một vài bạn thì đã bước ra rồi và họ bạn chuẩn bị có cái cuộc gặp gỡ với họ rồi, còn một vài bạn thì vẫn đang ở trong cái giai đoạn đó, thì hãy cố gắng thêm một chút nữa, bởi vì là bạn á, người này đến để mở cái luân xa trái tim của các bạn, để các bạn biết tình yêu thương thật sự là như thế nào, và tình yêu thương thật sự nó đến từ chính bản thân của bạn. Và khi mà bạn gặp được, bạn tìm được cái tình yêu thương thật sự của bạn á, thì cái người này đến á, họ cũng sẽ cùng cùng rung cái nhịp của các bạn, cùng rung động cái tần số yêu thương với bạn, và họ cũng là cái người yêu thương chính bản thân của họ, và họ cũng yêu luôn chính bản thân của bạn nữa. Tức là hai cái nguồn năng lượng nó rất là the same với nhau á, hai bạn đi cùng một con đường nhưng không đi cùng nhau, tức là hai bạn có một cái con đường rất giống nhau nhưng hai bạn không đi cùng nhau. Và hai bạn làm cái điều đó, khi các bạn đạt được cái điều đó rồi thì cái hai bạn có cái sự gắn kết với nhau. Ha, đó là cái mà cái tụ này thì rất có thể là một vài bộ phận là người mới và người cũ luôn ha, thì mọi người cứ cảm nhận thôi rằng là liệu kia có miêu tả cái người đó có đúng là cái người mà các bạn đang nghĩ hay không ha. Ok, nó sẽ đến với tụ cuối cùng của ngày hôm nay là tụ ba thạch anh trong. Thạch anh trong ai là the one của các bạn chọn tụ ba số 3. Hoặc là cái người chọn tụ bài số 2 á, cái người mà cái người là đầu quanh của bạn á, họ là cái người gây ra, họ chính là cái người mà gây ra tất cả những cái challenge đó cho bạn, tất cả lôi họ lôi tất cả những cái nỗi sợ của bản thân các bạn ra để mà các bạn lắng nghe lại bản thân của mình một lần nữa, để làm việc với bản thân của mình, làm việc với cái gốc rễ của bản thân của mình, để mở lại cái luân xa trái tim của mình ha. Đó là một cái lời nhắn, tin nhắn cho tụ 3, tụ 2. Của các bạn chọn tụ bạn số 3. Five of Pentacles. Knight of Cup. Wow. Seven of Wands. Page of Cup, người này rất có thể là cung nước. Người này rất là có thể là người này là người thuộc cung nước, hoặc là bạn và họ là cái người thuộc cung nước. Queen of Swords, cung khí nữa. Page of Swords. Tụ này có đến 4 lá trong bộ hoàng gia, hay là page, một là queens, một là all knights. Rất là nhiều năng lượng ở đây. Có thể là rất là nhiều bạn chọn tụ ba ở đây. Người này ở thời điểm này rất có thể người này là cái người mà đang gặp khó khăn về mặt tài chính, tiền bạc, hoặc là sức khỏe của họ đang có vấn đề. Và khi mà bạn gặp họ, dường như họ không có giống với cái kiểu người mà bạn muốn. Họ không giống với cái kiểu người mà bạn tìm, mà ngay từ đầu hai bạn có cái sự chống đối với nhau, là có cái sự phản đối với nhau, bởi vì khi cảm thấy được là bạn là một cái người mà mang những nguồn năng lượng
rất là thẳng thắn, bạn rất là tự tin, bạn rất là thẳng thắn và bạn cũng rất là lạnh lùng, cho nên là bạn cảm nhận rằng là nếu như họ có tình cảm với bạn á, bạn họ bạn họ sẽ làm cho bạn bạn sẽ nói với thẳng với họ rằng là ừ tôi không thích anh như thế này ABC gì đó. Mà nếu như bạn và họ có tranh luận với nhau á, thì bạn sẽ không bao giờ là cái người chấp nhận mình là người thua cuộc, bạn là một cái người rất là cứng đầu. Và ở đây khi cảm thấy được rằng là giữa bạn và họ hai người đều có cái sự gọi là phải đấu với nhau một mất một còn, phải đấu với nhau một mất một còn, mà hai bạn kiểu là thuộc về hai hai kiểu người luôn á. Họ là một cái người sống thuần về cảm xúc, bạn là một cái người sống thiên về lý trí. Hai thì có thể đổi chiều ở đây nha, bởi vì là rất là nhiều người xem trả bài, nếu như mà bạn là người lý trí thì cái người đối phương của bạn là người cảm xúc, còn nếu mà bạn là người cảm xúc thì đối phương của bạn là người lý trí, kiểu vậy á. Cho nên là hai người luôn bị đối với nhau á, tức là đứng trước một cái sự việc thì họ là cái người giải quyết theo mặt cảm xúc, còn bạn là cái người giải quyết theo lý trí, kiểu là như vậy. Họ là một người sống rất là thiên về cảm xúc và họ giải quyết các vấn đề của họ đa số cũng theo cảm xúc, và họ cũng rất là lãng mạn, họ cũng rất là lãng mạn luôn. Và kiểu là họ lúc nào cũng muốn đi theo kề kề cạnh bên bạn, và bạn và họ đôi khi là không tìm được cái tiếng nói chung, bởi vì hai người khác biệt nhau, hai người rất là khác biệt về cái cách suy nghĩ. Nhưng khi nó nói là một người thì sống về cảm xúc, còn một người sống về lý trí, thì có thể người này là thuộc cung nước, xong người giải bọt cạp, hoặc là cung khí, thiên bình, bảo bình, song tử. À, rồi đôi lúc là hai bạn kiểu là người này nói là người kia sẽ cãi lại, tất nhiên cặp này là cặp khắc khẩu, cặp cặp số 3 này, cái tờ quan của các bạn chọn tổ số 3 này là cái cặp khắc khẩu, gây lộn rất là nhiều, ai cũng mang cái đứa trẻ bên trong của mình ra để gây hết, tức là ai cũng bảo vệ cái đứa trẻ của mình, ai cũng bảo vệ cái tiếng nói của mình. Và một người thì hành động theo cảm xúc, một người hành động theo lý trí, cho nên là nó bị nghịch nghịch hướng với nhau. Nhưng mà nếu như mà hai bạn biết cái cách để hai bạn dung hòa, hai bạn biết cách là hai bạn biết cái cách để hai bạn dung hòa lại, thì khi cảm nhận đó là cái mối quan hệ nó sẽ rất là đẹp. Bởi vì khi mà các bạn dung hòa được cái lý trí và cái cảm xúc thì đó chính là cái tuyệt vời nhất, cái cân bằng nhất. Nó có thể là bạn ở đây nó không hiện lên cho khi thấy là người mới hay là người cũ, thì khi không nói được. Nhưng mà kiểu là cái mối quan hệ này sẽ là một cái mối quan hệ mà các bạn tương tác với nhau lâu dài á, chắc chắn là các bạn sẽ có một cái tương tác với nhau rất là lâu dài á, mặc dù là gây lộn nhiều nhưng mà không có tách nhau ra. Trust. Flirt. Flirt. Người này có thể là người mới nha, cảm nhận cái nguồn năng lượng tán tỉnh ở đây, thả thính ở đây. Có thể họ là cái người thả thính trước, bởi vì họ là cái người sống theo cảm xúc nên là họ quyết định là họ sẽ thả thính bạn. Separation maybe là maybe là cái người đầu quan này và bạn sau cái khoảng thời gian mà các bạn tương tác thì sẽ có cái khoảng thời gian các bạn chia xa với nhau. Các bạn sẽ chia xa với nhau vì khác biệt, các bạn không vượt qua được cái sự khác biệt trong cái suy nghĩ. Họ có thể cho bạn rất là nhiều những cái cảm xúc, bởi vì họ là cái người sống thuần về cảm xúc, nhưng mà có lẽ là giữa hai bạn không có đủ cái sự tin tưởng với nhau, và nó chỉ dừng lại ở cái mức là các bạn có cái sự tán tỉnh với nhau mà thôi. Thì như là mấy khi nó nói là hai bạn không tìm được cái tiếng nói chung, hai bạn không dung hòa được, thì nếu như hai bạn dung hòa được thì nó sẽ là ở một cái góc độ, cái câu chuyện khác,
Nhưng mà khi cảm thấy là nó chỉ dừng mới câu chuyện của các bạn, nó chưa được đi đến cái lúc dung hòa nữa, thì các bạn đã có cái sự gãy gãy ở đây rồi. Nhưng mà chưa 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 không biết là có cái sự tương tác kết hợp trở lại hay không. Nhưng mà khi cũng không cảm nhận được cái người này là người mới hay là người cũ nữa. Cái tụ ba này là cái tụ mà không rõ nhất trong cái tụ ba là cái tụ mà không rõ nhất trong ba tụ á. Hai bạn á lúc nào cũng kiểu dương kiếm ra để giấu với nhau, cho nên là rất là khắc khẩu đi dài, nhưng mà cuối cùng là không chừng là sẽ phải không có được cái kết đẹp. Dù là tương tác với nhau một cách lâu dài lâu năm, nhưng mà lại không có đi đến được một cái happy ending, mà lại lại phải tách ra. Nhưng mà còn cái sự tái hợp trong tương lai hay không nữa thì nó không thấy ở đây. Các bạn có get to know each other. Các bạn cần phải thấu hiểu khi mà bạn tương tác với người này, ai cũng sẽ phải cần hạ cái bản thân mình xuống, hạ cái tôi mình xuống một chút để tìm kiếm cái sự dung hòa. Nếu như không muốn cái sự việc này nó thật sự xảy ra, cái sự separation, the heart of the matter, các bạn á, dù là các bạn như thế nào, nhưng mà khi mà các bạn nghĩ gãy cái tương tác này với người này á, hai bạn đều sẽ có cái sự soi chiếu lại chính bản thân của mình. Liệu là cái sự lý trí của mình trong tất cả các trường hợp đó nó có đúng hay không? Liệu cái sự cảm xúc của mình trong cái trường hợp, tất cả các cái trường hợp đó nó có đúng hay không? Các bạn sẽ có cái sự nhìn nhận lại tất cả những cái chuyện đã qua. Và các bạn nhìn sâu hơn vào cái vấn đề, chứ không chỉ nhìn cái tương tác này ở cái mặt bề mặt nữa. Sau khi các bạn có cái sự soi chiếu lẫn nhau, đây giống như là các bạn gặp một cái đối phương á, mà bản thân các bạn thiếu điều gì á, thì cái người này họ có đầy những cái điều đó, và các bạn soi chiếu lẫn nhau để các bạn có thể học hỏi lẫn nhau. Nhưng mà lại gặp cái vấn đề là các bạn lại không tìm được cái con đường chung, bởi vì cái cách suy nghĩ, cái cách sống, cái lối sống của các bạn nó quá khác biệt. Yeah, hope to your inner strength. Khi mà bạn tương tác với người này á, sẽ là cái lúc mà hai bạn đối chiếu với nhau, là hai lúc để hai bạn nhìn về bản thân của mình, các bạn cần làm điều gì để tốt hơn, và các bạn cần làm cái người này đến để cho các bạn nhận ra rằng là bản thân mình còn thiếu điều gì và bản thân mình phải làm điều gì. Và khi tương tác với người này thì bạn cảm nhận được rằng là bạn sẽ mạnh mẽ hơn là bạn nghĩ, và bạn có thể chạm được những cái điều nhiều hơn là bạn nghĩ. Tức là từ trước đến giờ, nếu như bạn vẫn vẫn nhìn mọi thứ ở cái góc độ nó là tất cả sự việc chúng ta phải giải quyết bằng cái lý trí của mình, cái lý trí nó mới 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 là cái điều tốt, thì các bạn sẽ có cái sự thay đổi về cái nhận thức, suy nghĩ của mình. Dung hòa lại, đây là một cái để mà khi mà các bạn gặp cái người này, dù là các bạn không còn tương tác với họ nữa, nhưng mà là cái lúc để các bạn dung hòa, để các sau cái tương tác này là các bạn dung hòa lại bản thân của các bạn, và họ cũng vậy. Khi không hề nói rằng là bạn là một người lý giá lý trí là tốt hay là một người quá cảm xúc là tốt, tất cả mọi thứ nó đều phải có cái sự dung hòa, đều phải có cái sự là nhìn nhận, lắng nghe, tương tác, quay trở lại và có cái sự kết hợp. Người quá cảm xúc thì cũng sẽ không làm được gì, mà người quá lý trí thì cũng không không không, không tốt. Cái gì nó cũng phải có cái giống như là âm dương, cái gì nó cũng phải có cái sự cân bằng, balance. Nhưng mà tự nhiên phải có cảm giác là cái người nam trong câu chuyện này á, là cái người cảm xúc hơn, cái người cảm xúc hơn cái người nữ. Các bạn có nurture, hãy nuôi dưỡng cái tâm hồn mình nhiều hơn, hãy thật sự là nuôi dưỡng cái đứa trẻ bên trong của các bạn á, để mà các bạn có thể cân bằng trở lại cái nguồn năng lượng của mình. Nếu như bạn là nữ á, thì cái phần năng lượng nam tính trong bản thân các bạn nó đang bị lấn át,
Còn nếu như mà bạn là nam á, thì cái phần năng lượng nữ tính trong bạn á, cái nguồn năng lượng cảm xúc của bạn á, nó lấn át, thì các bạn phải nurture nó cho nó cân bằng trở lại. Nếu như mà bạn không muốn, nhưng mà nếu như mà bạn cảm thấy là nó ấy vậy, để mà các bạn có cái điều tốt hơn, có thể là khi mà ngay bây giờ các bạn nghe cái những cái gì mà khi nói đó, nó sẽ các bạn sẽ không cảm thấy liền đâu, bởi vì có thể là bạn chưa gặp cái người này, nhưng mà sau khi mà các bạn gặp, các bạn tương tác được cái người đầu qua này rồi, các bạn sẽ cảm nhận được rằng là những cái lời khi nói là cần thiết. Yes, healing begin. Có thể là bởi vì cái biến các bạn trở thành cái người lý trí như bây giờ là bởi vì á, các bạn trải qua những cái đổ vỡ, nhưng mà các bạn không không có chữa lành được cái đứa trẻ bên trong của mình, rồi các bạn bắt đầu nhìn những cái điều đó, nó ở những cái hướng sai lệch. Thì bây giờ hãy hãy chữa lành cho bản thân của mình, hãy chữa lành cho cái đứa trẻ bên trong của các bạn, hãy chữa lành đi. Những cái thông điệp về chữa lành, nuôi dưỡng rất nhiều ở đây. Ở đây có nurtures mà còn có healing begin nữa. Kỳ rất rất như khi nói đó, có thể là nhìn bây giờ các bạn chọn bài số 3 nghe khi nói, các bạn sẽ không mường tượng ra được. Bởi vì có rất là nhiều bạn chọn bài số 3 khi cảm nhận ra các bạn chưa gặp người nào. Sau khi các bạn gặp người này thì các bạn mới mới hiểu được những cái điều mà khi nói ở thời điểm này. Master, yeah. Bạn sẽ master được những cái bài học của mình. Bạn sẽ master được. Và bạn sẽ biết, giống như là một cái người master, một cái người thầy giỏi, họ sẽ biết cân bằng tất cả mọi thứ. Một cái người giỏi, họ sẽ biết cân bằng. Và giống như trong việc kinh doanh đi, bạn làm một cái người kinh doanh giỏi thì bạn phải là cái người biết cân bằng giữa cảm xúc và lý trí. Không phải việc gì chúng ta cũng sẽ xử lý bằng cái, mọi người có nghe không, mà tình ngay mà lý gian không đó, nó như vậy đó. Xét ở một cái góc độ nào đó, xét về góc độ tình thì có thể nó đúng, nhưng mà xét về góc độ lý á, thì nó lại không đúng. Cho nên chúng ta phải luôn luôn đi tìm cái sự dung hòa trong tất cả các vấn đề. Và cái sự dung hòa giữa năng lượng nam tính và năng lượng nữ tính trong tụ bài này nó đều rất là quan trọng. Và bản thân các bạn, nếu như mà các bạn là nữ chọn trải bài này, thì khi cảm nhận đó là các bạn đó, là cái người bị nguồn năng lượng nam tính đó, nó lấn át bởi vì những cái tổn thương cũ của các bạn, mà rồi cuối cùng là các bạn bị lấn át bởi cái nguồn năng lượng nam tính của chính mình, do những cái tổn thương của những cái mối quan hệ cũ gây ra, mà các bạn không tập trung vào chữa lành nó. Các bạn chưa có nuôi dưỡng, các bạn chưa có chữa lành, các bạn chưa có mang cái đứa trẻ của mình cho nó được được thể hiện ra, thì khi bạn gặp cái người này á, họ sẽ giúp cho bạn nhận ra cái điều đó và bạn sẽ chữa lành nó. Và một số bạn khi nghe cái trải bài này đang cảm thấy rằng là có thể là những cái gì khi nói á, nó chưa xảy ra và nó chưa phù hợp, nhưng mà kỳ nghĩ là sau sau khi bạn gặp cái người này rồi á, thì các bạn sẽ nhớ lại những cái gì mà khi nói, thì bạn sẽ cảm thấy rằng là ừ, đúng là khi nói đúng. À, ok, thì đó là trải bài của ngày hôm nay, rất là dài, gần một tiếng rồi đó mọi người, 7 phút nữa là một tiếng 60 phút luôn á. Thì cảm ơn tất cả các bạn đã nghe trải bài ngày hôm nay, và nếu như mọi người cảm thấy thông điệp phù hợp thì mọi người có thể ấn like và subscribe cho kênh Uki. Và hẹn gặp lại mọi người vào trả bài lần sau. Bye bye.